cấp thôi việc hơn 100 triệu. Ngày 16 tháng 1 năm 2020, nguồn tin riêng cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Một Nguyễn Văn Dũng vừa ký văn bản trả lời Tổng công ty xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn M o. thành viên về việc chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho ông Đoàn Ngọc Hải. Theo đó, Ban Nhân dân quận Một xác định ông Đoàn Ngọc Hải, khuyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Một có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5 năm 1994 đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2019 với tổng thời gian là 25 năm 4 tháng. Khi chuyển công tác, ông Đoàn Ngọc Hải hưởng lương bậc 9, hệ số 4, 98, phụ cấp chức vụ 0, 65. Như vậy, Ủy ban Nhân dân quận 1 sẽ chi trả cho ông Đoàn Ngọc Hải số tiền trợ cấp tương đương với 12, 75 tháng lương. Số tiền trợ cấp cụ thể là sấp xỉ 107 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Và xin từ chức chỉ sau vài giờ Ủy ban Nhân dân quận 1 đề nghị Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn mời ột thành viên hệ với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận một nhận số tiền trợ cấp thôi việc và thực hiện chi trả cho ông Đoàn Ngọc Hải. Trước đó, tổng công ty xây dựng Sài Gòn đã có văn bản số 495 đề nghị ủy ban nhân dân quận một tính số tiền trợ cấp thôi việc cho ông Đoàn Ngọc Hải, xin thôi việc từ ngày 9 tháng 9 năm 2019 đối với quá trình công tác tại ủy ban nhân dân quận 1 và chuyển số tiền trên cho tổng công ty xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn mở ột thành viên để chi trả cho ông Đoàn Ngọc Hải. Hải cho biết sau khi thôi việc tại tổng công ty xây dựng Sài Gòn ông tập trung vào việc kinh doanh của gia đình gia đình ông hải hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh tại nhiều địa phương tuy công việc hiện nay khá bận rộn thường xuyên phải đi tỉnh ông đoàn ngọc hải vẫn dành thời gian để làm từ thiện hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương